Dạ anh chị, đây là một chương trình thanh lý cuối năm siêu rẻ luôn ha. 270 triệu, 872 triệu, 1 tỷ 200 triệu. Đó là Thái Công không bán cho em, không có bán vậy em thanh lý siêu rẻ luôn anh chị. À, thanh lý nè. Ok, một cái máy này quý anh chị thấy là trong chương trình này Hồng Nhiên sẽ giới thiệu rất là nhiều chương trình. Giới thiệu là những cái mã cũ là thanh lý siêu rẻ để Hồng Nhiên sẽ về những mã mới. Nhưng mà quý anh chị thấy tại sao mình phải mua mã cũ? Khi quý anh chị mua những mã cũ, ví dụ như Word đi, sau này quý anh chị mình sẽ lấy những cái cục pin của nó tại giá nó rất là rẻ, thì đồ của nó thì rất là tốt rồi, thương hiệu của thằng công nghệ, thương hiệu của Đức mà, thì quý anh chị thấy là nó tốt rồi đúng không? Đó, thì quý anh chị sử dụng những cái mẫu này, trong này nó sẽ có những cái mẫu mới mà quý anh chị rất cần luôn, giống như là những con gùa này. Quý anh chị nhiều khi không biết con gùa này để làm gì, leo lên tường để làm gì chút xíu. Giới thiệu quý anh chị, nói chung là Word nó làm những cái mã mới này giá cũng khá là rẻ quý anh chị, mà chất lượng ngon lắm á. Bây giờ thì quý anh chị sẽ xem Hồng Nhiên hơi dài xíu. À, video nó sẽ hơi dài nhưng mà có nhiều cái khuyến mãi rất là tốt. Ok, đầu tiên là một cái mẫu sản phẩm, cái quạt cam. Cái quạt cam này là WX176 quý anh chị ha. Thì cái mẫu này á, là giá ngày xưa của nó khá là đắt. Tại quý anh chị thấy là nó xoay cái đầu này được nè. Quý anh chị nhấn cái cọ ở đây là quý anh chị xoay cái đầu này. Ví dụ đây đang khoan, xoay này lên đây cái mình bắn vít luôn. Đó, mình gắn đầu vít đây, gắn đầu khoan đây gì đó, tùy. Thì quý anh chị thấy là nó rất là hiệu quả luôn khi quý anh chị sử dụng cái mẫu máy này nè. Thì nó đi theo á là hộp giấy của anh chị, và nó tặng theo cho quý anh chị nguyên một cái bộ vậy nè. Mũi khoan chui lục giác từ nhỏ tới lớn nè, rồi mũi vít, mũi nối đồ, quý anh chị thấy nó làm rất là nhiều, một đầu bắn vít, đầu khoan là lụm luôn. Đó, mình sẽ làm được nhiều thứ ha. Đặc biệt là mấy anh thợ mà xài hoặc là gia đình đồ kiểu á, mình không muốn thay mũi nhiều đó là ok. Đó, nhấn vậy cái mình xoay qua đây mình xài thôi, đơn giản vậy. Hồi trước nó là 2.980.000, nhưng mà quý anh chị sẽ được giảm giá 30-35% gì lận. 35%. Còn lại có 1.940.000 rồi quý anh chị, siêu rẻ luôn ha. Đó, có cái hãng nào đâu mà giảm 35%. Thì quý anh chị nhìn thấy cái thương hiệu Word là thương hiệu lớn mà. Đó, giá còn 1.940.000. Rồi, ví dụ như quý anh chị muốn có nhu cầu mình xài một cái máy vừa cưa kiếm mà vừa cưa lọng. À, đầu tiên quý anh chị thấy là cái này cưa lọng này của Word X là WX550, cái model đó ha. Pin nó là 20V quý anh chị ha. Một máy một pin một sạc. Cái kia cũng một máy một pin một sạc. Đó. Giá của thằng này á là 3.250.000. Thấy không? Khi quý anh chị được giảm xuống cái á, giảm 35% là nó còn 2.115.000. Giá khá là rẻ, quý anh chị cứ coi cái giá từ xưa giờ ha. Đó, thì đây là đang làm là cưa lọng, bấm nhẹ dây chậm, bấm mạnh dây mạnh. Thấy quý anh chị mở cái này ra. Quý anh chị nhấn cái nút ở đây một cái, nhấn cái đầu này quý anh chị xoay nó lên. Ok, nó thành cái cưa kiếm, rất là tiện lợi đúng không? Thành cưa kiếm là quý anh chị xài cái này là máy hàng độc à. Đôi khi quý anh chị thấy chả có hãng nào làm như vậy, nhưng mà Word công nghệ nó làm kiểu vậy hay rất ok đúng không? Đó, giá nó chỉ có là 2.115.000, giá khuyến mãi 35% đó quý anh chị, thấy không? Giá giảm 35%. Rồi xong, quý anh chị mình sẽ thấy tới một sản phẩm nữa, đó là cái cưa kiếm cưa lọng nha. Rồi tới một cái sản phẩm nữa thì quý anh chị mình thấy là một cái máy kiểu vậy nè. Đây, cái máy này cũng được giảm 30%. Cái máy này nó cũng rẻ lắm quý anh chị, này giá đâu ta, 2.150.000. Mà giảm ra nó còn có 1.500.000 tính ra. Nó giảm rẻ, tính ra nó về rẻ như thua mấy máy Trung Quốc nữa quý anh chị. Nhưng quý anh chị nhìn nè, xà sạc đế, máy 12V nè. Rồi nó có đồ cái dàn đồ nghề phụ kiện này mình nhìn thấy mấy đã. Đúng không? Thước dây nè, rồi một dải đầu tiếp nè, tắc kê nè, mũi khoan sắt, mũi khoan tường, mũi khoan đa năng, lục giác, tu vít, kê kìm. Rồi bên này có mỏ lết, có búa, búa nó rất là xịn nè, thấy không? Rồi bộ lục giác đồ các kiểu, đầu vít đồ các kiểu có đầy đủ anh chị. Đó, một cái máy nó như thế này, ba chức năng luôn nha. Mẫu này ba chức năng quý anh chị xài gia đình đâu là quý anh chị chơi này là đúng rồi nè. Được, ba chức năng, ví dụ nhảy qua này là khoan sắt, rồi nhảy về bên này là khoan búa quý anh chị. Đó, nó có hết ha, búa đập tốc độ chậm lẹ đồ có đầy đủ hết. Thì này quý anh chị thấy là nếu mà nó giảm về còn lại có 1.510.000 thì cái bộ này giá rất là rẻ quý anh chị ơi, cực kỳ rẻ luôn á. Nguyên cái thùng như thế này. Cái này cái model của ông Quật, coi cái bộ này là gì, bảo hành của nó là mấy này, bảo hành 6 tháng quý anh chị. WX129 ha, WX129, ok, bảo hành 6 tháng cho quý anh chị. Giá siêu khuyến mãi, giảm giá thanh lý, nhưng mà vẫn bảo hành của hãng nha quý anh chị. Nguyên cái thùng nó vậy. Cái bộ này Hồng Nhiên thấy là phù hợp cho anh chị nè, phù hợp cho những anh chị cô chú xài nhà, bộ này rất đã luôn đó. Rồi, quý anh chị thấy là đó là những cái Quật cam. Bây giờ Hồng Nhiên giới thiệu quý anh chị những cái Quật là Quật này dòng cao cấp nè. Cái kia nói về chất lượng thì nó còn chưa bằng này. Quật xanh này là nó, quật green gì đó, nó là dòng cao cấp. Thì quý anh chị thấy bộ máy bắn vít này, một máy, hai pin, một sạc. Cái model của thằng này á là WU280.3, hai cục pin quý anh chị, nguyên một bộ nó. Pin của thằng quật này nó xài giống Garrett luôn, nó xài chung với Garrett luôn.
Nhưng mà này giảm giá cho quý anh chị khá là nhiều. Một cái bộ máy bán vít này 2.120.000, nhưng mà giảm về cho quý anh chị còn có 1.490.000. 1.490.000 mà quý anh chị có cái bộ máy như thế này, pin là pin chung. Mới mình xài cái hệ 12V của Word, Caret, rồi quý anh chị xài giống nhau hết. Đó, máy bán vít chuyên nghiệp không? Đó, nhưng mà nhỏ gọn. Nhưng mà cuối cùng giá chỉ có 1.490.000, giá quá trời rẻ luôn quý anh chị thấy không? Giá nó còn rẻ hơn lúc mà Hồng Diên thu cũ đổi mới luôn á. Đó, rồi. Ở đây quý anh chị mình sẽ thấy là ví dụ như cái mẫu này là chuyên dích đúng không? Còn cái mẫu này là máy khoan hai chức năng. Cái model của thằng này là WU130. Nhiều anh chị sẽ xài máy, những máy này sẽ biết được thằng Word nó rất là nổi trội về những máy nhỏ nhỏ này. 130, 131, 132, ai xài cũng mê hết đó. Rất là thích về cái chất lượng và cái độ mạnh của nó đó. Ngon, nhỏ, gọn nhưng mà mạnh mẽ, nhiều người mê lắm. Đó, nhưng mà cũng được giảm giá. Ví dụ như 2.420.000 là giá chuẩn của nó. Hồi nào giờ nó vậy quá anh chị, không phải là đưa giá lên rồi giảm xuống nha. Giá này là giá của hãng, nó là hồi xưa giờ nó bán như vậy luôn. Các đại lý ở đâu cũng bán như vậy. Nhưng mà dần lần này là lần cuối năm nên là chương trình đào giá cho quý anh chị tới mấy chục phần trăm lận. Nó ra giá nó còn 1.690.000. 1.690.000 quý anh chị, tức là tùy. Giống như sản phẩm này giảm 30% nè. Nhớ sản phẩm hồi nãy có giảm 35%, có sản phẩm giảm 35, có sản phẩm giảm 30 ha. Đó, giống như sản phẩm này giảm còn 1.690.000 là quý anh chị thấy một cục pin này nó bán phải 600 mấy. Đó, nhưng mà quý anh chị thấy rẻ không? Đó, cuối cùng về cái giá nó rất là rẻ. Hai pin một sạc, có tặng một cái túi. Đó, túi đựng chứ này nó không có hộp nhựa quý anh chị ha, tặng túi hết. Tất cả đồ của nó kiểu vậy nè quý anh chị, hộp giấy xong trong này có cái túi. Đó, đồ của Word là đa số nó chỉ là như vậy thôi. Đó rồi. Tới một cái nãy hai chức năng 130, bây giờ cái này 131 là ba chức năng. 131 là ba chức năng nha anh chị. Đó, thì ba chức năng đó là sẽ có bắn vít, khoan sắt, khoan búa. Cái mẫu này là 2.620.000 thì giảm xuống còn là 1.810.000. À, 1.810.000 thôi, có 130, 131 là anh chị biết rồi, ba chức năng rồi đó. Rồi ha, đây là ba cái mẫu này. Thì như anh chị sẽ hỏi là cái 132 nó còn hàng hay không, thì bên hãng nó hết lâu rồi. Nhưng mà lần này á, 132 nó không có về nữa, về riêng lẻ nó sẽ về combo. Nó về nguyên một cái combo vậy, là sự kết hợp giữa 131 và 132. Đó, full một cái bộ như vậy nè quý anh chị, 131, 132. Thì nguyên một cái bộ này á, bây giờ nó không bán lẻ như vậy không, mà nó bán full một bộ là 3.700.000. 3.700.000. Nhưng mà trong cái chương trình này quý anh chị thấy không, này là 131 là ba chức năng ha. Trong mỗi chương trình này full một bộ này 3.700.000, so ra nó rẻ hơn hồi xưa khá là nhiều. Tức là bây giờ đao giá mà giá rẻ xuống nhiều, nhưng mà trong chương trình này quý anh chị mua còn được ưu đãi thêm. Hồng Nhiên giảm thẳng cho quý anh chị cái bộ này để giống như là giới thiệu ha, giảm xuống còn là 3.199.000 nguyên bộ hai máy luôn. À, nguyên một cái thùng như vậy, đời bây giờ nó về mới có thùng vậy nè, chứ nào giờ nó về là thân lẻ không. À, riêng lẻ không quý anh chị. 132 là VIP của nó luôn, nhỏ xíu, cái máy mà ai nhìn vô thấy cũng mê đó là cái máy này. Đúng không? Quý anh chị thấy có nhiều cái video, nhiều người test so sánh với máy này, so sánh với máy kia, nó nuốt những con 16.8 luôn. À, 16.8 bắn không có bằng nó. Thấy không? Đây nó có số trên này điều chỉnh đây không anh chị? Ngon lắm. Mẫu nó nếu mà nói về độ đẹp thì thằng Word nó chuyên về nói về nhỏ gọn và đẹp. Rất là đẹp đó, mạnh yếu đây. Đó, ba số đây nè quý anh chị. Máy này bắn dít đã lắm, tạch là ok, ngon lành. Rồi. Hồi nãy Hồng Nhiên nói quý anh chị á, con gùa leo tường làm gì? Con gùa này lợi hại lắm quý anh chị ơi. Đây, cho quý anh chị mình coi quay qua bên tường vào đầu tiên nè ha. Quý anh chị tháo này ra, cái này sẽ không có phải là xài cho hãng Word mà xài cho tất cả các loại máy. À, tất cả các loại máy này là quý anh chị thấy bảo vệ này, tháo ra ha. Rồi, quý anh chị đặt lên cái tường như vậy nè. Đặt lên đây. Ở bên trong nè có công tắc quý anh chị, công tắc nè. Đó thì quý anh chị hút một cái nè, bấm một cái nó hút dính đây. Rồi ok, quý anh chị có thể nhả công tắc. Rồi ở đây thì quý anh chị biết nó để làm gì? Nó hút bụi. Nó kín mít hết luôn, nó hút bụi gòn rồi hết quý anh chị. Khi mà khoan đó, quý anh chị nhét cái mũi khoan vô đây là tự động nó hút xuống đây hết. À, nó nằm trong này nó không rớt ra. Thì cái này là Hồng Nhiên tắt để tiết kiệm pin thôi, pin nó xài pin tiểu quý anh chị. Đó, bên pin sạc của mình á. Rồi ok, thì quý anh chị nó ví dụ như quý anh chị mở cái này là nó dính hoài luôn, nó không ra được. Đó, giờ nó hút bụi xuống đây luôn. Lâu lâu quý anh chị tháo ra rồi quý anh chị mở bỏ bụi ra ha. Đó, quý anh chị tháo cầm ở đây ra bỏ bụi. Còn thôi bình thường là ok, mình về rồi mình tắt là nó cứ dính ở đây. Quý anh chị muốn lấy ra nhấn cái nút bên hông lấy ra đó, để nó đựng bụi quý anh chị. Là khi nào quý anh chị thấy nè, khi đó nó này nó vô, nó chạm vô tường, nó bằng cao su, nó mềm lắm, là không bao giờ có hột bụi nào rớt ra. Lợi hại lắm nha. Cái này á, đôi khi nhiều anh công trình không cần, nhưng mà gia đình là phải cần. Trời ơi trời, khoan một cái lỗ xuống thời gian không bao lâu, nhưng mà cuối cùng dọn cái nhà đó, nó rớt bụi mịn đó quý anh chị, rớt khủng khiếp luôn. Đó là quý anh chị xài này, xài xong quý anh chị nhả cái chỗ này ra.
là ok, đổ bụi nè, nó hớn bụi trong này. Ở đây là máy hút bụi, nằm đây có lượt đồ đầy đủ ha, đó rất là dễ xài luôn đó. Thì ở đây nó có lỗ hút nè, gòn của nó nè quý anh chị, nhấn cái đây nó hút là nó hít vô thôi, đơn giản như vậy thôi. Giá 740.000 cho cục này, xài xong nhấn cái nút này lấy cục này ra, nó khỏi có gòm gà gì hết. Xong quý anh chị có thể bảo quản nó bằng thế này, nhấn vô một cái 740.000. Đặc biệt cái số lượng này nó về mẫu anh chị, về ít lắm, giống như những máy thanh lý thì cũng không có nhiều đâu, có cái hết thì thôi ha. Đó, nhiều anh chị đặt mà nó hết, nó không đủ thì cũng chịu thua. Nhưng anh chị đặt trước thì có, đặt sau thì không có ha. Đó, rồi cái này nè, cũng ok nè. Cái này là quý anh chị chơi được. Hầu như anh chị cô chú gia đình là phải chơi con rùa này. Không, con rùa của Quật. Đó, cái model của nó là 1602, giá là 740. Ok, rồi. Quật nó sẽ về một số mẫu mới. Quý anh chị thấy mẫu mới của con Quật nó về, ví dụ như Hồng Nhiên nói quý anh chị, nó về con bắn vít này đây. Siêu nhỏ gọn, nhìn rất là đã. Con bắn vít này nếu nói về độ đẹp của anh chị nhìn rất là đã luôn. WU291D ha, cái mẫu này WU291D nè quý anh chị. Đó, mẫu nó nhìn rất là đã. Nó có 3 cái cấp tốc độ, 4 cấp tốc độ luôn quý anh chị. Con này lực bao nhiêu niu, để em tra xem nó lực bao nhiêu niu nha. Cái mẫu này á, đây là mẫu đời mới nhất, 230 niu. Quý anh chị thấy mẫu nó 230 niu nè. Đó thì cái mẫu này là cái mẫu này thì nó đưa cái giá này hình như không phải cái đời này luôn ba, cái đời dưới nè, đây nè, đây nè. 291D.9 thì cái mẫu này nó là 230 niu, nhịp búa của nó là 4200 nhịp phút, tốc độ không tải của nó maximum là 3600. Cái máy này nhỏ xíu à, nó chỉ nặng có 1 kg thôi anh chị. Nặng có 1 kg à, quý anh chị nhìn ba cái tốc độ của nó nè. Thấy không? Tốc độ 1200, tốc độ 2, 2001, 2008 và 3006, đó là 4 cấp tốc độ của nó. Thì này á, nó dụ như 4 cấp tốc độ, anh chị thấy là nhấn cái ok, tốc độ nhỏ, tốc độ trung, tốc độ giữa, tốc độ lớn. Rồi thằng này nó cũng có nhiều cái chức năng cho anh chị luôn. Ví dụ như quý anh chị nhả ra nó cũng có 4 số đồ các kiểu ha, 4 số các kiểu, số nào cũng có. Cái mẫu này ngon, hôm nào như review con này quý anh chị thấy nó mới đã. Đó, quý anh chị nhấn tắt đèn, đúng không, quý anh chị muốn nhấn tắt đèn, quý anh chị muốn nhấn tắt đèn chủ động cũng được, rồi muốn mở đèn lên quý anh chị nhấn cái mở lên đó. Rồi nó có những cái chức năng, ví dụ quý anh chị chạy bắn vô cái đụng búa cạch 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 nó ngừng cũng có luôn quý anh chị. Mấy mẫu này ok lắm, nhiều cái chức năng bắn gỗ hoặc là bắn sắt đó, thấy không, iron hay là bên này miếng gỗ đồ cái kiểu hết, lực tự dừng. Nói chung con này là auto, con này mẫu này rất là đã. Quý anh chị thấy nó chút xíu, nếu nói về độ đẹp á tí nậy à. Đó, giá có 1.800.000 rồi chị. Cái thân máy không á, mẫu này đâu mới, giá có 1.800.000 à. WU291D ha. Rồi đây là cái mẫu mới. Thêm một cái mẫu mới nữa, rất nhiều mẫu mới quý anh chị. Bơm hơi. Bơm hơi này cũng là mẫu mới, sản phẩm này mới ra lò luôn. Thì những cái sản phẩm như thế này á là đem về mẫu mới giới thiệu. Những cái mẫu mới trong chương trình Hồng Nhiên giới thiệu hôm nay, những cái này không có giảm 30% gì hết. Thì những cái mẫu này mới về nên giảm anh chị 5%. Gọi là chương trình ưu đãi cho quý anh chị để sử dụng những sản phẩm mới của Quật. Pin của Quật thì cực kỳ tốt rồi ha. Cái này đã nói về cái máy bơm hơi. Bơm hơi quý anh chị nhìn máy này rất mạnh quý anh chị ơi. Đó, có thể mình điều chỉnh ba lên, điều chỉnh ký đồ lên nè. Quý anh chị thấy nó nhảy đây nè. Bao nhiêu điều chỉnh lên, rồi điều chỉnh xuống rồi. Đó, đã ok quý anh chị. Nhấn chạy. Đây là nó ngắt. Đúng không? Nó nhấn bao nhiêu ký thì quý anh chị áp lực bao nhiêu là nó ngắt liền thôi. Đó, chỉnh ba, chỉnh ký đều có hết. Muốn nhấn lên nữa, quý anh chị cứ nhấn lên nè, nhấn cái nút này nè, nhấn nó lên là ok. Cái bơm này rất xịn sò ha. Đó, khi mà ép áp lực đủ là nó ngắt. Bơm hơi thì nó có những cái đầu cho mình bơm, vừa bơm trái banh, thằng này nó cũng hay nè, nó đặt ngang về quý anh chị đưa vô, đặt bẻ ngang cái là ok, mình gài lại mình bơm thôi, cũng rất là hay. Cái này giá có 1.560.000, khá là rẻ anh chị. 1.560.000, mình đừng so với đồ Trung Quốc nha, mình so Quật nè, hàng xịn đó, so cái phân khúc của nó rất là rõ ràng. Cái máy bơm hơi WU092 quý anh chị. Đó thì nó có đèn nữa. Cái mẫu này nó có đèn, công tắc đèn nó đây nè. Đó, quý anh chị thấy nè. Đó, đèn hoặc SOS sáng hơn. Nó có mấy chức năng luôn quý anh chị thấy không? Đèn có. Đó, ví dụ như quý anh chị bơm hơi đồ trên xe rồi quý anh chị cần mở cái gì đó là ok, đầy đủ hết, rất là hiệu quả ha. Đó, nhét cục pin vô là chơi. Cái thân máy 1.560.000, đây là hệ mới. Nhỏ gọn thôi, nhìn rất là gọn, nhìn đẹp quá trời luôn á. Rồi, cái máy quạt của nó nè, cái ứ quên, cái này là không phải máy quạt mà cái này nó nói về là máy hút thổi, vừa hút được vừa thổi được. Và đặc biệt cái thổi này nó cho mình cái đồ hút bụi đi theo để mình khoan luôn anh chị. Mà khoan đó, anh chị mà khoan đồ các kiểu đó là anh chị chơi cái này, cái máy này để anh chị khoan đồ ngon. Nó có những cái đầu thẳng, đầu gom đồ các kiểu để anh chị hút ha.
cái dây này thì quý anh chị có thể lôi ra 2 mét gì đó, thấy không? Tại vì dây này dây giãn quý anh chị, thấy không? Đó, lôi ra 2 mét luôn á. Đó thì cái máy này thì quý anh chị thấy là nhấn ở đây cái là nó hút đâu mà pin chưa có bỏ vô. Để em bỏ cục pin vô cái là quý anh chị mình sẽ thấy là bỏ pin lớn nhỏ tùy anh chị, nó có bán pin đầy đủ hết luôn ha. Đó, nhưng mà cái này nó về là nó bán cái thân, trước tiên là nó bán cái thân. Quý anh chị mình muốn xài pin bao nhiêu thì mua cục pin bỏ vô. Nó có những cái đầu nó nhét nè, đầu thẳng đâu nè. Đó, quý anh chị bỏ vô nhấn nút này cái. Hút rất mạnh. Mạnh lắm. Nếu mà nói về độ mạnh thì con này thì nó cũng có hai số, thấy không? Số nhỏ nè, thấy không? Số lớn nè. Đó, nhưng mà đối với độ mạnh lần này hút rất là đã, hút cực kỳ ngon luôn. Rồi, ở đây thì quý anh chị thấy ở đây nó là hút, chế độ hút đúng không? Quý anh chị mình giặt này qua, mình lấy cái lỗ bên này ra để quý anh chị thổi đây nè. Đó, quý anh chị kéo này ra, nhét về bên này. Tức là nó khi này nó sẽ thổi nè. Khi này nó sẽ thổi quý anh chị. Đó. Thấy không? Nó thổi nè. Bây giờ nó thổi mạnh quá bụng này không? Quý anh chị gài mạnh, thổi mạnh lắm á. Ok, là quý anh chị thấy là nó thổi rất là mạnh mẽ, thổi mấy này mạnh mẽ lắm, thấy không? Đó, quý anh chị thổi cái này rất là ok, thổi gió hoặc là hút bụi là chơi được hết. Khi nào như sẽ review cụ thể hết mấy này hết. Rồi, quý anh chị mở bên trong của nó ra là như thế này ha. Bên trong nó nguyên cái thủng đựng về nè. Nhớ anh chị nào hút bụi, tại vì đồ pin á ít bao giờ nó mạnh được lắm, đúng không? Nên là quý anh chị mình thấy cái mẫu máy này nếu mà so ra, so với một số hãng lớn luôn, nó mạnh hơn luôn. Nó mạnh hơn luôn, xài pin lớn, pin nhỏ, những anh nào sang sở hữu cục pin của Word, quý anh chị mua cái hệ này, sau này xài rất là hiệu quả, vừa hút vừa thổi, có số đồ các kiểu luôn ha, ngon lành ha. Đó, là cái máy hút bụi nha quý anh chị. Tại vì Word lần này nó về khá là nhiều, những cái thùng kết nối, những cục sạc 6A, đồ các kiểu. Rồi cho quý anh chị về sơ sơ, những cái đèn này nó có hết rồi, máy quang 150 niu đồ nó có hết rồi, hồng nhiên chưa có cập nhật hết cho quý anh chị được. Rồi, nói về cái máy hút bụi này đi, nói về cái giá nó, quý anh chị nghe sơ sơ. Ví dụ quý anh chị mua cái thân máy này thôi, chưa có pin, là giá 2.420.000, chỉ có thân thôi, chưa pin nè, đầy đủ phụ kiện. Rồi nếu mà quý anh chị mua cặp thêm một cục pin, mình nói pin 4A đi ha, một cục pin 4A đi, một cục sạc 2A, mỗi túi giải là 5.050.000. Còn quý anh chị mua pin 2A kèm theo á là đầy đủ sạc đồ luôn, là nó 3.520.000. Đó là một cái mức sơ sơ cho quý anh chị, để quý anh chị mình tham khảo về cái giá vừa máy vừa hút pin. Còn nếu mà cục sạc quý anh chị mua rồi đó, cục sạc 2A 470 khá là rẻ. Rồi cái cục mà 6A quý anh chị nhảy lên cục 6A nha. 6A là sạc rất là lẹ nhưng mà giá 940 thôi. 940.000. Đó quý anh chị thấy những cái mức của nó. Có cục sạc giá rất là dễ chịu, cục sạc 6A là sạc rất lẹ nhưng mà dễ chịu. Như anh chị nào nhảy vô hệ Word rồi thì mai mốt mình chơi hệ Word nó cũng có đầy đủ như mấy hãng kia vậy đó. Đó nó có rất là nhiều, anh chị thấy máy cắt nhỏ nhỏ đồ nó đầy hết luôn. Rồi mình giới thiệu tiếp về những cái sản phẩm mới của nó mà Hồng Nhiên thấy rất là hiệu quả là cái cây này. Cây này rất là đã nè. Nó xài chung pin Caret anh chị, nó xài chung pin Caret luôn ha. Đây, thì cái mẫu này á là quý anh chị thấy nó có số nè, ở lên. Đó, mạnh lắm. Cái này rất là mạnh, rồi mở lên. Đó. Cái máy thổi này nó rất là dễ thương nha quý anh chị. Máy thổi này đúng nghĩa chạy từ, không có chỗ than. Cái này là đời thế hệ mới nó chạy từ. Quý anh chị muốn tháo cái chỗ này ha. Quý anh chị tháo chỗ này rút ra. Đó, tháo cái chỗ này. Quý anh chị đẩy mạnh lên là nó lên như thế này. Đó, là cái này là đầu thổi ha. Còn nếu quý anh chị muốn này đầu nhỏ đầu gom lại, quý anh chị muốn xài cái đầu lớn là ok, nhét cái đầu lớn này vô. Đó, nhét vô cái cạch nhìn nó như cái bắp chuối. Nhìn giống như bắp chuối quý anh chị, cái mẫu này rất lén motor nè. Cái thổi bụi này là W231, rất là mạnh mẽ luôn ha. Đó, thổi nghe rất là đã quý anh chị, thổi ghê. Thấy không? Đó, cực kỳ mạnh luôn á. Chỗ thổi mấy này thổi không đi nổi này nặng ha. Đó, nhưng mà thổi này khá là mạnh quý anh chị, cực kỳ mạnh luôn á. Đó, cái giá của thằng này là 1.990.000. Quý anh chị cầm cái thổi thấy nó gọn không? Cầm thổi nhìn nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng thôi nhưng mà sức mạnh ha. Đó, mẫu này là 1.990.000 cho thổi này. Anh chị mình muốn thổi nhỏ nhỏ thì ok, mình có thể mình xài cái thổi nhỏ nhỏ này thôi. Đó, hoặc nó cũng có mà. Nhỏ nhỏ kiểu như vậy. Đây. Nó có số điều chỉnh đây. Thằng kia nãy 2 số, còn nãy điều chỉnh 6 số, 3 số. À nãy điều chỉnh 3 số. Giá có 1.210.000 quý anh chị, khởi động mềm đồ các kiểu ngon lành ha. Đó, ok, ngon lành mà. À, mấy này là hợp lý luôn á chứ. Giá khá là dễ chịu. 1.210.000 cho những cái máy xịn, thì quý anh chị muốn xịn là ok, cho những cái này xịn. Đó, rồi. Bây giờ quý anh chị mình sẽ thấy những con khoan bê tông giảm giá siêu rẻ để quý anh chị lấy pin nè. Giảm giá siêu rẻ những con khoan bê tông này để quý anh chị lấy pin nè.
Những máy này thì như thế nào nha? Những máy này là công nghệ cao. Ví dụ như quý anh chị nhấn một cái, nó có chức năng là tạo xung. Quý anh chị thấy tạo xung không? À, đây là chức năng tạo xung của một con máy khoan bê tông. Nhưng mà rất là mạnh, mà cuối cùng là nó cực kỳ nhỏ. WO380S. Để quý anh chị, ví dụ như tạo xung vậy. Đèn đây đang sáng. Quý anh chị muốn bỏ cái tạo xung này, nhấn ở đây một cái là mất chức năng tạo xung. Bấm nhẹ chạy chậm, bấm mạnh chạy mạnh, tạo xung để khoan bề mặt quý anh chị ha. À, ok. Mạnh mẽ nhưng mà gọn dữ lắm. Cái mẫu này giảm giá khá là nhiều, 5.720.000, nhưng mà cuối cùng giảm giá cho quý anh chị còn có 3.999.000 thôi. 3.999.000, quý anh chị mình sẽ thấy tại sao nó rẻ nè. Một cục pin 4A này là giá 1.060.000. Cục pin 4A 1.060.000 thì quý anh chị mua 2 cục pin thôi là đã 2 triệu mấy rồi, một cục sạc nữa là trên 2 triệu rưỡi rồi. Cuối cùng này nó còn lại không bao nhiêu tiền. Nên là quý anh chị thấy nếu mà nói về rẻ đó, này rất là rẻ. 2 cục pin, một cục sạc giá 3.999.000. Tức là giá cũ của nó là 5.720 mà. Đó. Này hai chức năng dành cho anh nào làm màn cửa đồ khoan những cái đồ nhỏ cầm này rất là gọn. Đó, cuối cùng thì mình cần gì? Gọn nhẹ, thao tác dễ dàng, sử dụng ngon, thấy không? Mạnh mẽ thì quý anh chị chơi cái mẫu này WO380S. Ok ha. Thì quý anh chị không có nhu cầu coi cũng cho biết xem để mình biết cái mẫu mã của nó làm như thế nào. Rồi, nếu mà quý anh chị mình xài một cái mà bự hơn nữa, một cái bự hơn nữa nè, pin của Caret nè. Quý anh chị thấy bỏ vô là bình thường. Đó, nó xài hệ Caret và Word, hai hệ này nó giống nhau. Thấy không? Con này hồi nãy là chỉ có hai chức năng thôi. Nhưng mà con này là ba chức năng nè, ba chức năng. Quý anh chị thấy mình thấy con ba chức năng này thì cuối cùng sao? Nhìn nó bự như vậy mà giá nó lại rẻ hơn con kia. Thì quý anh chị thấy chưa hẳn nó nhỏ là nó ít tiền đâu ha. Cái này nó bự như vậy mà cuối cùng giá là 5.670.000, tức là giá cố định nó đã rẻ hơn, giảm giá xuống 33 mấy% gì đó, còn lại 3.970.000 cho mẫu nè quý anh chị. Thằng này cũng có chức năng tạo xung ở trong này, nhấn cái là ok tạo xung nè. Đó, tích đó, ok. Đó là chức năng tạo xung. Quý anh chị ở đây là khoan sắt, đây là chuyển qua đây, khoan sắt là nó có nè ha, khoan bê tông búa đây có nè ha, rồi xuống đây là đục không nó cũng có luôn nè quý anh chị, có hết ba chức năng mà nhỏ gọn. Đây là đảo chiều chống rung, mấy hệ này chống rung quý anh chị rất là ngon ha, giá cuối cùng giảm rẻ quá trời. Mua mấy hệ này để sau này mình có cái hệ pin, thấy cái máy hút bụi này là thấy khoái rồi đó. Cái hút bụi này là mạnh mẽ, vừa hút vừa thổi là quý anh chị thấy là hợp lý vô cùng luôn, giá nó cũng dễ chịu, nhưng mà nói về độ mạnh. Còn cái máy mài quý anh chị thấy không, tức là nó đầy đủ rồi, có một khoan 150 niu nữa mà Hồng Duyên chưa lấy review cho quý anh chị coi. Máy khoan của nó nhỏ xíu, 150 niu, thấy không, nên mà giá của nó cũng có 2 triệu mấy à, không có mát quý anh chị. 150 niu một cái thân mà giá 2 triệu mấy, quý anh chị thấy nó rẻ không, đâu có mát đâu. Giống như máy mài này nhỏ xíu nè, ba chức năng, ủa ba tốc độ đó, giá có 2.520.000 cho mỗi thân máy này ha. 2.520.000 cho mỗi thân máy mài siêu nhỏ gọn luôn. Ở để em coi cái thân này tại sao cái giá này nó không giảm đi cho mình tí nào ha. Ok quý anh chị, giá đó là chuẩn đó, 2.520.000 là một cái thân máy này. Thân này nó nói là rớp lép chạy nhỏ gọn, thì tại đây vì mình đang so với đồ xịn chứ không phải mình so đồ rẻ. Mình so đồ giỏm thì nó rẻ, thấy không? Nên là mình thấy ok, nào giờ bán cỡ phân khúc nét tông quen triệu mấy quen rồi, không mấy trăm quen rồi, tự nhiên giờ 2.520.000 nghe cái mình thấy ủa sao nó mát mát vậy ta. Nhưng cuối cùng mình nhìn lại thì cái máy nó nhỏ xíu à, máy nó nhỏ gọn quý anh chị. Là nó nói nè, máy này nó nói là đường kính 100 mm, tốc độ không tải thì nó có 3 số, 3.500, 6.000, 9.500. Ồ nó chạy tới 9.500 luôn á đó. Đó quý anh chị thấy tốc độ cao đúng không, nặng chỉ 1.2 kg thôi, cái thân máy này nặng chỉ có 1.2 kg à. Đó thì quý anh chị nhìn cái máy nó nhỏ gọn đẹp, 2.520.000, có 3 số, 3.500, 6.000, 9.000 mấy, thấy không, giá khá là dễ chịu đó chứ không phải là mắc đâu quý anh chị, tại đồ nó làm tốt, chất lượng cao. Thì quý anh chị thấy nó rất là nhiều mẫu, cuối cùng là nó sẽ còn lại một cái máy bơm rửa xe 1.130.000, nhỏ xíu thôi, rửa xe pin. Cái này hôm trước Hồng Nhiên có test rồi, WO623 quý anh chị đó. Thì đó là một cái một số cái sản phẩm Hồng Nhiên giới thiệu cho quý anh chị về sản phẩm của Word, những cái sản phẩm siêu giảm giá và một số sản phẩm mới. Những cái sản phẩm mới đó Hồng Nhiên không có báo giá giảm, là giảm của anh chị 5%, giá giảm để giống như của anh chị tiếp cận sản phẩm. Còn những cái sản phẩm mà đời trước ok sẽ giảm 30-35%, thì của anh chị thấy giảm cái mức độ đó là giảm để bỏ mã cũ về mã mới. Nên là của anh chị thấy thật sự á, cuối cùng nó cũng giống nhau hết thôi,
chứ không phải là mã cũ mã mới gì hết. Nhưng mà lúc mà thời điểm cái mã cũ á quý anh chị, thì một cái giá của nó khá là cao đó, thời điểm mã cũ giá nó khá là cao, nhưng mà bây giờ về mã mới giá khá là rẻ, giống như cái này cũng mã mới, một máy bắn vít 230 niêu của con này, cái đời 290D.9 mà giá có 1.430.000 mỗi máy bắn vít như thế này quý anh chị, mà được giảm 5% nữa, quý anh chị nghĩ ra nó rẻ cỡ nào. Cuối cùng nó rẻ về gần xem với những cái hàng bình thường, hàng OEM đồ các kiểu rồi, thì quý anh chị thấy là một cái thương hiệu lớn cỡ quật như vậy, thương hiệu toàn cầu luôn, châu Âu người ta xài rất là nhiều. Tại bên mình thấy là hồi nào giờ mình cứ xài cái chân của Makita mình quen rồi, nên là mình thấy mấy cái này vậy nó mắc không, chứ thực sự này nó rất là rẻ. Thì ý kiến của quý anh chị thế nào có thể để lại comment bên dưới. Quý anh chị nhớ follow kênh của Hồng Nhiên để cập nhật nhiều video, nói chung nhiều lắm, Hồng Nhiên chưa giới thiệu hết đâu, còn nhiều sản phẩm. Tại quý anh chị nghĩ ơi, quật nó sẽ về một cái set như thế này, quá trời sản phẩm luôn mà, đó không? Nên là sao giới thiệu hết trong một video được, nhiều lắm quý anh chị. Thì quý anh chị sẽ đón xem, Hồng Nhiên sẽ giới thiệu từ từ. Hôm trước có một vài video, hôm nay video nữa. Thì quý anh chị cần cái gì có thể là alo để liên hệ để mình hỏi về những cái sản phẩm mới đó ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình. Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.